Xin chào tất cả các bạn. Sau Zenfone 4 và 5 thì hôm nay mình sẽ xin giới thiệu tiếp đến với các bạn một phiên bản thứ 3 trong dòng họ nhà Zenfone đến từ Asus, đó là chiếc điện thoại Zenfone 6, chiếc điện thoại mà có kích thước màn hình lớn nhất trong số 3 mẫu mà Asus đã giới thiệu. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau mở hộp cái chiếc Zenfone 6 này. Với cách đóng hộp như các mẫu Zenfone trước của Asus thì lần này các bạn sẽ thấy Zenfone 6 sẽ lộ ra ngay đầu tiên khi mà các bạn mở hộp ra. Và thực sự thì nó khá to với kích thước màn hình 6 inch của nó. Và nhìn thì gần như không khác gì một cái mẫu Zenfone 5 phóng to lên cả. Và như thường lệ thì dưới này sẽ các bạn sẽ có thêm một số phụ kiện của nó. Đầu tiên một số giấy tờ này, các cột sạc cổng USB, các micro USB để các bạn có thể vừa sạc và chuyển dữ liệu. Và tai nghe. Riêng cái vụ tai nghe này thì đây, cái phiên bản Zenfone 6 đang cầm trên tay hiện nay là cái để bán trong thị trường nội địa của Đài Loan. Do vậy thì mình cũng không chắc chắn là đến phiên bản chính thức ở Việt Nam thì tai nghe có được đi kèm hay không. Cái điều này thì các bạn sẽ phải chờ đến lúc mà Zenfone 6 được bán ra chính thức thì chúng ta mới phải biết được. Cái phiên bản mình đang cầm trên tay hiện nay là phiên bản màu trắng, và do vậy các bạn thấy toàn bộ mặt lưng phía sau nó là mặt lưng bằng nhựa nhám và là màu trắng như này. Thật sự khi các bạn nhìn qua thì trông Zenfone 6 không khác gì một phiên bản Zenfone 5 phóng to lên cả với kích thước màn hình 6 inch. Tương tự với các mẫu Zenfone đời trước thì đến Zenfone 6 các bạn cũng sẽ có một mặt trước được gia cố bằng kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 3, và nó sẽ bảo vệ cho cái panel IPS ở phía dưới của các bạn. Tuy nhiên thì mặc dù kích thước của màn hình được nâng lên 6 inch nhưng độ phân giải thì vẫn không đổi, vẫn chỉ là độ phân giải HD 1280x720 mà thôi. Các bạn cũng sẽ thấy kiểu giải kim loại với các vân được làm giống y hệt như các dòng Zenbook trước đây của Asus, và cái cụm 3 phím điều hướng vật lý được đưa ra ngoài màn hình như trước đây. Ở cạnh bên phải các bạn vẫn thấy các cái cụm phím vật lý ở bên cạnh như này. Thấy có một chút khác biệt so với Zenfone 5, đó là cái cụm phím nguồn ở đây thì nó sẽ được rời ở phía dưới. Và nhờ cái việc rời như vậy thì khi các bạn cầm máy các bạn có thể rất là dễ dàng bấm được phím nguồn này mà không phải với tay quá cao như trước đây. Ở đằng sau là camera với độ phân giải 13 megapixel với đèn flash LED phụ trợ. Chúng ta sẽ còn có một giải loa ở phía dưới. Tuy cái giải loa này khá là dài nhưng khi các bạn bóc ra thì nó vẫn chỉ là một cái loa nhỏ tẹo ở bên cạnh nó thôi. Ở mặt sau của Zenfone 6 các bạn sẽ chỉ là nơi để cắm SIM cũng như là thẻ nhớ, và các bạn không thể thay pin được. Pin được dùng trên Zenfone 6 là cell pin có dung lượng 3300 mAh, được nâng cấp lên khá là nhiều so với mẫu Zenfone 5, nó chỉ có hơn 2000 mAh mà thôi. Còn lại thì những cái cổng cắm quen thuộc như cổng tai nghe 3.5mm cũng như mic phụ và cổng micro USB ở dưới, các bạn vẫn thấy nó vẫn có vị trí như thường lệ quen thuộc với Zenfone 5. Và như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn bài mở hộp về chiếc điện thoại Asus Zenfone 6. Ngay từ bây giờ các bạn có thể đến bất cứ cửa hàng nào thuộc hệ thống của Zenfone trên toàn quốc để đặt hàng Zenfone 6 và sẽ được hưởng mức lãi suất tương tự như khi các bạn gửi tiền tại ngân hàng. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi.